mình nóng quá, cái bếp than này nóng quá cho nên phải dùng cái tờ giấy để bóc quả trứng này ra. Bóc quả trứng này ra. Để đây. Để đây chờ cái đã. Rồi, quả trứng chín rồi, nhưng mà còn nóng là để đây chờ nha. Rồi. Trứng này ăn với cái gì ngon đấy? Không để quý vị chờ lâu, có một cái món chấm rất là tuyệt vời đây. Chấm chấm cái gì đây? Cái gì đây? À, muối đấy rồi. Đây, muối tiêu. Ớt này, nhìn thấy không? Thấy muối tiêu ớt à? Đó, tiêu ớt này đúng rồi. Ớt tiêu ớt. Ăn cay không? Không ăn cay à? À, nhưng mà có cái này mới ngon nha. Có tiêu ớt vô đây. Nóng quá. Ngon. Muối tiêu ớt mà chín. Nóng mà không? Cái gì nóng? Nóng lấy cái quạt. Lấy quạt đi, quạt đi. Quạt đó, hết nóng. Quạt đó là hết nóng. Củ này là củ gì? Cánh vô đó thì khoai lang, ok. Lát nữa củ khoai lang nguội chúng ta bốc ăn thơm phức, ok. Nhưng mà bây giờ này trứng này, trứng sẵn rồi quý vị, đây trứng sẵn rồi, trứng vừa nướng xong này, tuyệt vời, nướng xong rồi, đứng vô hầu đưa không có nổ, không có nổ nha quý vị. Thổi cho nào nó mùi ra, nóng quá. Nóng mày. Gần nguội rồi. Wow. Chào. Chào mừng quý khán giả mến thương của kênh YouTube Recover Việt Nam TV nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay sẽ có một bí quyết rất là độc đáo dành cho quý vị trong ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2021. Quý vị cùng đến với khung cảnh của gia đình nướng đồ ăn này, khoai này. Ở đây đang có khoai này. Nướng khoai ăn thì khá là bình thường rồi phải quý vị. Bây giờ hôm nay là có một món rất là đặc trưng, đặc biệt. Đố quý vị biết đó là gì? À, chúng tôi sẽ cho quý vị biết ngay đây thôi. Hôm nay sẽ có trứng nha, nướng trứng ăn nha quý vị. Nướng trứng nha, nướng trứng gà. Đặc biệt đây là trứng gà ta. Đó, trứng gà ta. Bây giờ quý vị là luộc ăn thì nhiều rồi, chiên rồi, kho rồi. Bây giờ có một cách ăn nhanh mà ngon, béo bổ. Đó là nướng. Nhưng mà bí quyết nướng thế nào cho cái quả trứng nó không nổ quý vị. Đây, trứng gà này. Làm sao chúng ta nướng mà cho quả trứng này không nổ? Chúng ta có một bí quyết rất là độc đáo. Đó là gì? Tèn 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 tèn. Chúng ta kiếm một cái đinh hoặc là một cái cây vẹt nhọn. Một cái vẹt nhọn như thế này. Đây, một vẹt nhọn như thế này. Sau đó ta hãy bấm một cái lỗ, khoét một cái lỗ nhỏ ở trên quả trứng. Quét một cái lỗ nhỏ, quý vị nhìn kỹ đấy nha. Đây là quả trứng. Quét một cái lỗ nhỏ như thế này. Tèn 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 tèn. Rồi. Ở đây là quý vị thấy là quả trứng đã bị lụng rồi, lụng một lỗ rồi, có một nước chảy ra một xíu. Thì bí quyết ở đây là gì? Chúng ta đục lỗ như thế này, khi chúng ta đặt quả trứng lên nướng trên cái bếp lửa than thì quả trứng nó sẽ không nổ, nếu không nó sẽ là cái bùm hết ăn luôn đúng không? Đó, cho nên đây quý vị nhìn thấy nha. Bước tiếp theo là bỏ cái quả trứng này, quả trứng gà này lên ngay cái bếp than lửa hồng sẵn luôn. Ô tên tên tên. Đây, bỏ quả trứng này nha. Rồi. Trong lúc chờ đợi làm gì đó quý vị? Trong lúc chờ đợi có lẽ là phải bóc mấy củ khoai nên mà gầm dưới một miệng thôi. Bóc. Wow, nhưng mà nó nóng quá trời ơi, nóng quá. Làm thế nào đây? Nóng quá. Nếu nóng quạt lửa lên cho nó đỏ luôn. Đỏ phải le luôn chứ. Nóng lửa lên cho máu sôi luôn. Máu chín quả trứng rồi. À là thèm quá rồi nha. Thèm quá. Khoai lang ở làng nha quý vị. Khoai lang ở làng chắc chắn là ngon. Nhưng mà quý vị biết không, bây giờ nó nóng lắm. Nhiệt độ ở đây rất là nóng này. Nóng lắm. Không thể sơ tay vào đây được đâu. Ồ, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là gì? Đó là quả trứng gà. Quả trứng gà quý vị. Quả trứng gà ngay đây thôi. Quả trứng gà ngay đây thôi. Chúng ta phải trợ đều cho quả trứng gà nó nhanh chín nè. Phải là nhanh chín thì chúng ta mới ăn được chứ. Trứng gà ơi, chín đi thôi. À quý vị biết không, hồi nãy á, trước khi mà đem ra nướng như thế này là chúng tôi có nhúng rửa sơ quả trứng nữa quý vị. Rửa trên bằng nước á, rửa bằng nước này đó. Thì nó cũng góp phần làm cho cái quả trứng nó chắc bền nhưng mà lại không vỡ, không kêu cái bung đó.
Cho nên là đó là cái bí quyết thứ hai mà để chúng ta có một quả trứng thật là ngon ngày hôm nay. Đó, bây giờ là nãy giờ là có đếm bao nhiêu phút, bao nhiêu giây không nhỉ? Khi nào thì nó, khi nào thì quả trứng này nó chín nhỉ? Khi nào? Có lẽ là chúng ta chắn, chúng ta tin như vậy chín ngon lên. Giờ bóc ra nha, bóc ra và thưởng thức ngay tại chỗ luôn nha. Đây, quả trứng gà quý vị mới vừa nướng xong bằng kỹ thuật nướng rất là độc đáo trên cái bếp than, bếp lửa hồng. Và quý vị thấy không, chúng tôi bọc trứng ra rất là ngon lành này. Đó, bọc trứng ra rất là ngon lành này. Rồi đây. Rồi. Đó, cameraman tới gần để cho quý vị khán giả thấy luôn là chúng tôi đang bọc trứng nha. Đang bọc trứng này. Đó, bằng bọc quả trứng ra ngon lành. Wow, nhìn thấy ghiền không? Quá ghiền này. Đó, thấy chưa? Quá ghiền cái trứng gà luôn chứ. À, trứng gà này đấy. Hãy bấm like cho cái video này và chia sẻ cho video này quý vị. À, bấm like và chia sẻ. Bấm like và chia sẻ để cho cái tinh thần lan tỏa của kênh Discover Việt Nam TV được tốt hơn và nhiều khán giả quan tâm hơn đến kênh. À, đây là một quả trứng sau khi được nướng xong quý vị. Sau khi nướng xong, đây, quả trứng rất là ngon lành, trứng gà ngay. Bây giờ, như đã giới thiệu thì một cái thức kia để mà chấm á, thêm nhỏ nước giải luôn, đó chính là muối, tiêu, ớt. Yeah, bắt đầu nè. Các bạn thưởng thức cùng chúng tôi nha. Đúng không? Đây, quá đã luôn, ăn cay quý vị. Đây, có bạn nhỏ bên cạnh nãy giờ nhìn. Rồi mời bạn nhỏ này, anh cãi được không? Ừ, trắng muối thôi, trắng muối thôi. Trắng muối thôi. Được, bỏ nữa, ăn tự con nữa kìa. Đây, rồi, thôi nghĩa từ cầm từ ăn đi. Nó ăn. Thôi cầm từ từ rồi rớt luôn á. Ok, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Khám phá Việt Nam TV hay còn gọi Discover Việt Nam TV. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.